giới thiệu là có thầy Phí Hữu Tình là một lão hồ đồ khởi qua sới, mai đồ và giữa sới trận đấu tiếp tục. Có thầy Phí Hữu Tình là một trong những lão đồ nổi tiếng tham dự Olympic Moscow năm 1980 về đây, và có thầy Tô Trung Kiên là trưởng bộ môn vật của trường Đại học Thể dục Thể thao, và có thầy Đinh Văn Kiên cũng là trưởng bộ môn vật của Thừa Thiên Huế về tham dự. Cho nên chính vì vậy mà ban tổ chức chúng tôi ngồi ở trên này sẽ theo dõi sát sao tất cả các kêu vật của các đô. Nếu có những cái kêu vật nào mà chưa phân định thắng thua, mà không có được tác động của đối phương và tự nhảy lên là chúng tôi không chấp nhận. Cho nên chính vì vậy mà chúng tôi thông báo để cho các quý danh đô được biết là các quý danh đô sẽ không bị oan về với giải vật thôn Tế Xuyên năm nay, sẽ không bị oan. Chúng tôi sẽ không xử oan cho tất cả các đô nào cả. Chúng tôi cũng không thiên vị cho tất cả các đô nào, kể cả là các đô vượt hàng gần 1000 km về đây, chúng tôi cũng không thiên vị và cũng không để cho các đô bị oan. Vâng, xin thông báo như vậy để cho toàn thể bà con và các danh đô được biết. Trân trọng cảm ơn. Chúng tôi xin công bố kết quả trận thi đấu vừa qua. Chúng tôi xin thông báo cho toàn thể quan khách cùng nhân dân là buổi chiều ngày hôm nay chúng tôi sẽ tổ chức giải vật vào lúc 13 giờ chiều. Vậy kính mong bà con cô bác cùng toàn thể nhân dân hãy sắp xếp thời gian ra tại sân đình làng để xem giải vật năm nay được diễn ra tại sân đình Tế Xuyên. Xin trân trọng cảm ơn. Mai đô và dự sới trận đấu tiếp tục. Chúng tôi xin nhắc lại vào buổi chiều ngày hôm nay ban tổ chức chúng tôi sẽ cho thi đấu vào lúc 13 giờ. Vậy là kính mong bà con cô bác cùng toàn thể nhân dân và quan khách thập phương, đặc biệt là các mạnh thường quân đồng hành cùng ban tổ chức chúng tôi sắp xếp thời gian ra tại sân đình vào lúc chiều nay 13 giờ để giải vật diễn ra được thành công tốt đẹp. Và chúng tôi cũng xin trân trọng mời các thủ đô sắp xếp thời gian đúng 13 giờ chiều nay có mặt tại sới để liên lạc ban tổ chức đăng ký xin theo các giải trên. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. Mai đô và sự giới trận đấu tiếp tục. Vâng, giải dân tộc nữ hiện nay đô Đoàn Thị Kim Oanh đã nhìn thắng và đã có đô Đinh Thị Huỳnh của Nghệ An xin theo. Mới thì hai đô ở tư thế bắt bò, mà bất cứ một phần thân thể nào ra khỏi viên đỏ là ban tổ chức sẽ trọng tài sẽ cho dừng trận đấu. Hai đô tiếp tục thi đấu. Vâng, sau keo vật này chúng tôi xin mời keo vật giải ba đô Tiên Định Cảnh Tiên Phong Đặng Nhất Thắng và đô Nguyễn Văn Dũng của Đông Anh xin theo. Và hai đô chuẩn bị trang phục để vào giới. Vâng,
thưởng là cứ đô nào vào đăng ký đánh thôi, dù thắng hay thua đều thưởng 1 triệu. Và chúng tôi lại tiếp tục nhận được một phần thưởng của anh chị thắng tiền. Và khích lệ tinh thần cho đô nào vào đăng ký để đánh dù thua hay thắng lại tiếp tục được 1 triệu nữa. Vậy tổng giải thưởng và giải chạy làn đô nào mà dám đăng ký thi đấu của giải chạy làn dù thắng hay thua sẽ được tổng là 2 triệu đồng. Vâng, chúng tôi xin thông báo như vậy để cho các chạy làn Tế Xuyên 2 được biết. Mai Đô và Dương Sới trận đấu tiếp tục. Vì hai đô đã nghỉ rồi.